JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. Vâng, JK Audio xin chào chú Thuần nhá. Vâng, là chú ở Hà Trung, Thanh Hóa. Vâng, chú có xem kênh YouTube và chú đặt cho mình một cái âm ly Jaguar Su-Răng 506N, bản có Bluetooth, đặc biệt đây là cái bản mà bên em nhập Trung Quốc, hàng chính hãng loại 1. Đặc biệt có Bluetooth đấy, đây là cái cải tiến rất là nhiều trên những dòng âm ly 506 hiện các đời tiền nhiệm trước. Đấy, thì bây giờ 506 của Trung Quốc nó tích hợp Bluetooth rất là tiện lợi với thời đại công nghệ. Chúng ta có thể kết nối không dây, nghe nhạc trực tiếp từ trên điện thoại, và cũng có thể kết nối với TV có Bluetooth. Công ty thế hệ mới có Bluetooth là có thể kết nối trực tiếp với âm ly này được và không cần dây. Đặc biệt đây là những tính năng nổi trội về cái công suất của cái âm ly 506 này thì cực kỳ là khỏe, chạy 16 sò, công suất cực lớn, có thể đánh được 2 đôi bass 30. Vâng, thế này là bên cháu test cho chú Thuần trước khi gửi, rất là cẩn thận và hoạt động rất tốt. Vâng, về giao diện thì là vẫn giống những cái bản tiền nhiệm trước, nó chỉ thêm một cái chức năng đó là Bluetooth và công suất lớn hơn đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng 506 Jaguar này, cái echo của nó rất ngọt ngào. Vâng, cái echo rất ngọt ngào, hát rất là dẻo, tiếng rất sạch. Vâng, thì em đang kết nối với cái máy nâng tiếng của anh Thanh ở Hà Nội. Vâng, bên em cũng đang test hai sản phẩm này cùng một lúc. Vâng, thì em đang kết nối với lại đôi loa JBL K82 330, đây là dòng bãi Trung Quốc. Các bạn nào muốn sở hữu một bộ dàn karaoke như thế này thì cực kỳ là rẻ thôi ạ. Vâng, chất âm thì cực kỳ tuyệt vời, chỉ hơn 6 triệu thôi ạ. Vâng, em không tính máy nâng tiếng nhé, em chỉ tính một cái âm ly này, âm 506 có Bluetooth của Trung Quốc và một đơn la bãi JBL K82 của Trung Quốc, khoảng hơn 6 triệu một tí thôi ạ. Vâng, nếu mà các bác lấy thêm máy nâng tiếng thì cộng thêm 1.750.000 nữa thì là các bác có một bộ dàn cực kỳ đẳng cấp rồi. Vâng, chú Thuần, hiện tại cái âm ly 506 có Bluetooth mà bản của Trung Quốc bên cháu nhập về và bán cho chú đây, hoạt động rất tốt và ổn định. Và sau đây cháu xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho chú. Vâng, chú bảo gửi cho xe về cầu Cừ, Thanh Hóa, bên cháu sẽ tìm xe để gửi về chú nhận được thuận nhất ạ. Vâng, cho cùng cháu chúc chú và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc chú luôn luôn được nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, cháu xin chào chú Thuần, hẹn gặp lại và các clip tiếp theo ạ.